Thì chúng ta sẽ có cái gì đấy, các em nhìn thấy cho cô đây là hình dáng của
Trước nữa
Thank you.
cái bàn chải và chải ra lên xuống phần mặt trong của các răng, của các cả hai hàm răng. Đó là năm ước mà phụ vừa nêu, và tôi nhận thấy là nhóm chúng ta đã thảo luận và đưa ra năm ước rất là chính xác. Và thường ngày tôi nhận thấy là răng của các bạn rất là tốt nha, rất là đều, nhưng mà bạn vừa cười răng rất là đều ha. Như vậy là bạn vừa đã biết cách vệ sinh răng miệng đúng cách và bảo vệ được cái hàm răng của mình. Cô có lời khen các em. Yeah.
và có thể là thầy cô sẽ nghe được thẻ. Thầy cô có thể là đảo lộn cái quy trình, nếu mình rảnh á, mình có thể đảo lộn những cái này lại. Mình có thể ví dụ như trong cái quy trình là năm bước á, học sinh lúc đó biết được năm bước đó đâu, khó lắm. Chảy ngoài, chảy mặt trước, mặt trong, mặt sau gì, thực ra thì nó không biết đâu. Bây giờ phát cho học sinh các cái gì? Các cái cục trăng nè, cái đó thì rảnh thôi. Chứ thật ra thì hôm nay là dạy như vậy quá tốt rồi, tại vì hôm nay chúng ta đi môn mà. Còn khi nào chúng ta Thank you.
lên kìa. Nó vô.